Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Ferragamo đã được ship.vn mua tại Chroma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về một sản phẩm mắt kính ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng các bạn sẽ thấy ngay ha, đây là mẫu mắt kính của chúng ta và hóa đơn từ seller. Nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Chúng ta sẽ có đi kèm những cái sticker quảng cáo của Chroma Shop các bạn, rất là dễ thương luôn. Bên trong chúng ta sẽ có lớp giấy đệm gói và một chiếc mắt kính đến từ Ferragamo. Đây là chiếc túi đựng các bạn ha. Rồi tạm thời mình sẽ để những phụ kiện còn lại qua một bên. Trên chiếc túi bao lọc ni lông này, nó bao bọc bên ngoài chiếc túi da, chúng ta sẽ có một cái tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm bên trong như là tên thương hiệu nè, Ferragamo. Mã sản phẩm sẽ là SF150S, mã màu sẽ là 728 và thông số kỹ thuật sẽ là 5916135, những cái thông số rất là cơ bản về sản phẩm bên trong. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Còn bây giờ mình sẽ mở lớp ni lông bên ngoài ra trước nha. Đây, một chiếc túi da rất là đẹp không các bạn, với kiểu da Saffiano, nó sẽ chống trầy xước tốt hơn, cũng như là cái độ chịu nước của loại da này cũng tương đối là nó ok hơn rất là nhiều so với loại da Bunup các bạn ha. Trên chiếc túi da chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu đây, Salvatore Ferragamo, để đọc theo tiếng Ý nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Thì Salvatore Ferragamo là một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Ban đầu thì nhà sáng lập thương hiệu này vươn lên nhờ tài năng đóng những cái đôi giày cho người nổi tiếng. Theo thời gian thì hãng thời trang Ý Ferragamo này đã chuyển sang nhiều mặt hàng sản xuất cao cấp khác như là nước hoa, quần áo, kính mát, túi xách và cả đồng hồ. Và đó là vài cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu của Ý này. Bên trong thì nhân vật chính vẫn được bảo quản rất là cẩn thận bằng một cái túi ni lông như thế này nha các bạn ha. Và lớp nhung bên trong túi nè, rất là mịn luôn. Ở đây mình sẽ mở chiếc túi ni lông này ra nha. Thì ngoài nhân vật chính chúng ta sẽ có thêm một cái đây, sách hướng dẫn của thương hiệu, rất là mỏng thôi các bạn, tương đối đơn giản nha. Ferragamo thì họ bảo vệ hai chiếc càn kính này cũng tương tự như một số hãng bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càn kính ha. Tạm thời mình sẽ lấy ra luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, rất là đẹp luôn các bạn, mới 100%. Và mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ có tên là Salvatore Ferragamo Body Radiant Lady Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nữ giới đến từ thương hiệu Ferragamo. Và mã sản phẩm đầy đủ sẽ là SF150S 72859. Thì con số cuối cùng 59 chính là độ rộng kính các bạn ha. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với gương mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương cũng như là phần phòng kính nha. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu nâu radiant nhẹ các bạn ha, nó sẽ hơi khó nhìn thấy được, đây sẽ nghiêng nghiêng, nó sẽ hơi khó thấy tại vì nó radiant ở đây thì rất là nhẹ. Tất nhiên thì trong kính này 100% chống tia UV rồi, đó là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Và radiant đây là một cái loại trong kính được nhuộm màu, có phần phía trên là tông màu sậm và phần phía dưới chuyển dần dần xuống phía dưới này sẽ là tông màu sáng hơn. Đây là một loại trong kính phù hợp với những ai lái xe thường xuyên vì phần phía trên kính có thể giúp cho người dùng có thể tránh khỏi ánh sáng mặt trời, còn phần phía dưới thì vẫn đảm bảo cho chúng ta quan sát rõ hơn các bảng điều khiển hoặc là tay lái, từ đó di chuyển an toàn hơn. Đó là chức năng chính của cái mục đích là sử dụng cái trong kính radiant các bạn ha. Tuy nhiên thì cái phần mà sử dụng hiệu ứng radiant này nó cũng tạo nên một cái nét thời trang rất là được ưa chuộng trên thế giới hiện nay. Hầu như là tất cả các hãng đều sẽ có cái loại trong kính này.
Về cầu kính ở đây chúng ta sẽ có là 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là phần cầu kính của chúng ta. Càng kính ở mẫu này sẽ là 135mm, một chiếc càng kính tương đối trung bình. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được thể hiện bên trong, hoặc kể cả mã sản phẩm cũng được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Tức là như trên mẫu này chúng ta sẽ có là NF150S nè, 728 là mã màu các bạn ha. Thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ 59, 16, 135. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Salvatore Ferragamo, tên đầy đủ luôn, chuẩn UKCA và dòng chữ Made in Italy, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Đó những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy ngay từ phần khối kính cho đến phần khớp kính đây, chúng ta sẽ có một cái chi tiết bằng kim loại và được khắc tên thương hiệu lên đây, Ferragamo, rất là sắc nét luôn, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mỗi sản phẩm kính mát của chúng ta. Ở cái góc nhìn các bạn có thấy hai bên chúng ta sẽ có cái chi tiết này, nó tạo nên cái nét nổi bật hơn trên cái phần càng kính cũng như là cái điểm nhấn rất là mạnh mẽ về thương hiệu. Dạng khung ở trên mẫu này là một cái dạng khung cũng tương đối là quen thuộc ha. Và đây là một mẫu kính dành cho nữ, trên chúng ta thấy là những cái mẫu kính dành cho nữ thường nó phổ biến với cái kiểu dáng oversize như thế này. Tuy nhiên thì cái dạng khung vẫn là như cũ thôi, vẫn là dạng square, tức là dạng khung vuông. Đối với kiểu kính dạng này sẽ dễ dàng phù hợp với nhiều khuôn mặt, và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt nó hơi tròn một chút xíu. Nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, thanh thoát hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì thiết kế oversize cũng sẽ giúp chúng ta che đi một số cái khuyết điểm trên gương mặt của mình. Đó là lý do vì sao mà những mẫu kính nữ với size lớn như thế này thường được các bạn rất là ưa chuộng ha. Về màu khung ở đây chúng ta sẽ có một cái màu nâu đỏ nè, chất liệu khung sẽ là bằng kim loại. Gọng kim loại thì rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt, mẫu mã cũng đa dạng và rất là tinh tế. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều, và điển hình trên sản phẩm này các bạn có thể thấy rõ ràng được điều này. Thích hợp được cho nhiều lứa tuổi nè, và là người làm việc trong môi trường trang trọng lịch sự thì những mẫu kính với gọng kim loại sẽ cực kỳ phù hợp luôn. Và tổng kết lại, các bạn thấy đó, sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đến từ Ferragamo, nó mang một cái thiết kế rất là hiện đại, trẻ trung, nó cùng với kiểu dáng thì cực kỳ thời trang, phù hợp với xu hướng hiện nay, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục từ đơn giản, thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn có thể sử dụng nó trong rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, như đi dạo phố hay đi làm thì đều tăng cái độ thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh qua mẫu kính Ferragamo ngày hôm nay. Và qua các góc quay các bạn thấy sản phẩm thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay trầy xước phía trên phần khung ha. Như là hai bên ống kính nè, chúng ta sẽ còn bám một ít bụi vải thôi, cái này thì vệ sinh rất là dễ dàng. Đây, phần chân gá mũi nè các bạn, chúng ta sẽ có cái logo của thương hiệu nằm ở đây luôn. Đó, những cái chi tiết rất là nhỏ thôi thì mẫu kính hàng chính hãng sẽ được chăm chút rất là tỉ mỉ. Phần khớp kính thì còn cực kỳ chắc chắn ở cả hai bên các bạn nha. Và đây khớp kim loại, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, nó sẽ cực kỳ bền bỉ luôn. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính Ferragamo nói chung, cũng như là mẫu Ferragamo Porto Radiant dành cho nữ ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại thì tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm kính mát cũng như là kính mắt với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.